Thật sự quá là hạnh phúc mọi người ơi Và đây chính là một trong những cái tài khoản của một người Và yeah, anh chị trong group VIP của Thái Ngô Capital nha Thật sự Các bạn thấy nè Đa phần là cái sự định vị của mình là đều tập trung cho nắm cổ phiếu nhóm chứng khoán Và thật sự là mình vẫn tiếp tục nhấn mạnh mọi người là gì à, Phải múc Phải múc rất là mạnh trong những giai đoạn này cho mình Ok Và bạn thấy nè Thật sự mình không muốn chia sẻ cái cái hình ảnh của những anh chị đầu tư trong group VIP cho mọi người thấy đâu Tuy nhiên á là thật sự là mình muốn thông qua một cái ví dụ đơn giản như thế này Để mọi người thấy được cái sức mạnh của giờ của việc nắm giữ và đầu tư có phương pháp giao dịch Và đặc biệt là giờ phải đi khác biệt khóa đối với lại giai đoạn hiện tại Và rất là chúc mừng tất cả mọi người trong phiên giao dịch ngày hôm nay nha Rất là vui <laughs> Thật sự phải vỗ tay các bạn Dù đúng dù sai gì phải vỗ tay Vì bản chất nó là sự thật Đúng không ạ? Rồi các bạn thấy nè, Riêng cổ phiếu SHS, VND, VCA là những cổ phiếu mà Thái Ngô cho múc rất là mạnh ở thời điểm nha Cho dù mọi người không mua được cái khúc mà 1.150 đến 1.160 Thì anh này đã giờ nghe lời Thái và tiếp tục là giờ múc quanh những cái điểm mua Cho dù là 1.180, 1, 180 -1 190, thậm chí 1.200 VND cơ ạ Thì SHS lúc đó giá có 17.000 đồng mà Rồi VND lúc đó vẫn quay quanh cái câu chuyện là 21.000 mấy rồi 22 các bạn ạ Đó, à, VCA văn văn nha các bạn thấy đơn giản là 2 tỷ tư Cho nên mã này nó chưa phải là cái giá chốt ngày hôm nay các bạn ạ Giá ngày hôm nay giá thị trường là Cái hình là lúc này anh chụp là khoảng 14 giờ thôi Và cuối cùng là các bạn thấy là VND đóng cửa giờ cao nhất trong phiên Và giá tím Đó Giá tím trần này các bạn nào Ok Mình sẽ xem cái câu chuyện của VND nha Quá vui đi mọi người ơi Đây VND giá tím trần vải trưởng các bạn ạ <laughs> Giá 25 Và đây chính là một trong những điều thật sự rất là hạnh phúc cho mọi người trong group tiếp Tiếp theo là nhóm nào nữa nè Đây các bạn ạ Watchlist nè nhóm chứng khoán này ha đây BSSA cũng là một cổ phiếu quá vui đi cổ tay thật sự SSA vào ngày hôm qua là thấy ngồi có nhắc với mọi người trong cái phiên biến động rất là mạnh luôn và ngày hôm nay chưa đây nè các bạn ạ mọi người bắn gần 9 ngàn quả tim thì đó chính là cái cảm xúc mà thật sự bây giờ mình rất là vỡ hòa khi mình làm video này nha và đây chính là cái điều mà mình đã rất là hạnh phúc trong giai đoạn vừa qua bắn 2 ngàn quả tim được không mọi người mọi người bắn gần 9 ngàn quả tim luôn quá vui đi rồi phát đạt lúc, lúc sáng nay cho mọi người múc giá đỏ và note rất là kỹ vùng giá lát nữa mình sẽ chia sẻ nha và có thời điểm là ông này đã được uh, uh, sáu uh, đóng giá trần ngày hôm nay ha uh, uh, gần như là giá trần tím ngày hôm nay Và quá hạnh phúc nè bắn 2.000 quả tim rồi thành 9.000 quả tim rồi <laughs> đây và mình có nói rồi nó hơi nó hơi thô và trực tính một cái bởi vì tính cách của mình rất là trực tính rất là rõ ràng các bạn đỏ thì éo xúc đi ngồi đó còn vẽ bùa rồi nghe cư dân mạng rồi nghe rất là nhiều ông hùa các bạn ạ bữa nay nó đỏ thì ngồi hôm qua nó đỏ thì gọi là thị trường nó đau trên rồi bữa nay nó bảo đảm nha ngày hôm nay bảo đảm thị trường nó xanh cái ông nào cũng quay xe mà thị trường ấp trên lại không có thái ngô là nói một là một hay là hai các bạn thấy nè à đây mọi người bắn tim gần một ngàn quả tim nè <laughs> rất là hạnh phúc luôn quá vui là mình không biết nói gì cả nha ssa chúc mừng cả nhà tím tái luôn rồi đó phát đặt group nè ngày hôm nay rồi giờ dạ, hẹn gặp mọi người ở đám cưới của Thái Ngô với lại Minh với lại MH75 nha. Đó ở Huế. Bấm ngàn mở tim các bạn bấm nè ha. Và thật sự đây chính là những cái điều mà Thái quá hạnh phúc luôn. Nhận được rất là nhiều lời cảm ơn của mọi người à, trong tin nhắn ngày hôm nay bây giờ mình lên video luôn nha các bạn nha. Và không biết là nhắn sau cho kịp trả lời lại mọi người. Và giờ chẳng còn biết nói gì, áp lực của một cái người đi khác biệt rõ ràng trong phiên ngày hôm qua là thị trường chỉnh về 1230 đến 1225 là lắp cái gáp quá đẹp đấy các bạn ạ. Thậm chí những người mua ngày hôm qua giá cực kỳ đẹp luôn SHI ngày hôm qua là 33.4, 33.5 Nhấn mạnh với mọi người luôn Đây, lát nữa mình sẽ chỉ cho mọi người ha Đây Và cái cảnh tượng mà 4 giờ sáng hàng ngày mình đều làm việc Mình thức dậy các bạn, quá trời hạnh phúc à, Ngồi trước máy tính làm việc nghiên cứu nè Đâu cả bình trị luôn, mình nói rồi Trận này Thái chúc mừng tất cả mọi người, anh chị em trong group VIP Và y như rằng là ngày nào mình cũng chia sẻ Và có rất là nhiều anh chị vào trong group VIP thì mình có nói rồi trong giai đoạn hiện tại đúng rồi, khi thái ngô cố gắng nè như sáng ngày hôm nay nè Tiếp tục mình nhận định trong lúc VIP nha Việc thị trường tăng 100 điểm Nó giảm khoảng 2 chục điểm là bình thường Thậm chí đi 1 phần 3 1 phần 2 cái đoạn chỉnh đó là quá bình thường luôn Và mình nói nè Đây là chuyện thường tình phải diễn ra Đúng không ạ? À? Đó Để coi mình nói chuyện đang sung quá Không biết có mở video chưa mất công Ok tiếp tục mọi người ạ Không thể cứ bắt cái thị trường nó tăng mãi được Đúng không mọi người ạ? Vì lời của Thái nói chuyện rất là thôi và thực tính nha thị trường có tăng có giảm rồi có biến động rung lắc các kiểu đúng rồi như một cái người nghệ sĩ vậy thôi và giờ rung lắc giống như mình đi đường mình gặp những đoạn mà gặp kèn các bạn và hai kịch bản sáng nay mình đưa ra là giờ và đa phần hai kịch bản này đều tập trung ở cái câu chuyện trong rút vip và mình nói rồi cứ đỏ là phải xúc cho mình và mình nói là sáng ngày hôm nay cập nhật cụ thể chi tiết trước giờ giao dịch nắm giữ cổ phiếu chứng khoán cho mình là thành công thép đúng vùng xúc nè, phát đặt rúp cổ phiếu bất động sản có những cổ phiếu nào cho mọi người xúc luôn phát đặt rúp đích ngày hôm nay nè đó ok rồi nhấn mạnh với mọi người một lần nữa nè up trên mạnh mọi người có vị thế ngon lành tiếp tục nắm giữ do thái nha ai chưa mua và đặc biệt là những anh chị mới vào trong thư viết tiếp tục nhấn cho mọi người rất là nhiều điểm mua an toàn quá đẹp luôn các bạn và thật sự mình nói rồi khi nó qua những cái điểm mua này á nó sẽ thiết lập những cái trạng thái đi lên và cơ hội trong tương lai rất là nhiều ok quá hạnh phúc chúc mừng tất cả nha không biết nói gì cả một cái thằng thầy mà cứ ngồi đây và cứ nói ra rã như mọi người liên tục như vậy ha thật sự quá vui và đây nè điều chỉnh rung lắc là xúc chứ không phải là điều chỉnh mình có nói rất là kỹ rồi cứ điều chỉnh rung lắc có giá đỏ và mình sẽ cập nhật trong rút cho mọi người sau đó mọi người tham khảo mọi người enter cái bậc không phải là giá đỏ thì là đòi đòi bán còn giá xanh tím là đòi mua đòi múc là mình thấy là cái đó rất là nguy hiểm và mình nhắc rất là kỹ anh chị nè ha có hai kịch bản nhà đầu tư hiện tại đang phải nắm giữ và giờ phải theo dõi góc nhìn này cho mình kịch bản một là gì kịch bản hai là gì đúng không ạ và kịch bản một rõ ràng tạo ra tình trạng bia trap tức là cái bẫy giảm giá các bạn ạ đó và viên hiện tại xuất hiện tình trạng rung lắc điều chỉnh sau khi tăng chữ v đúng không, mọi người ạ không thể mãi tăng như điên được và mình nói rồi nhắc update liên tục nè dòng tiền có người ra người vô phải xúc up trên cứ bình tĩnh cho mình thông dong và nắm giữ đánh trung dài hạn những nhà đầu tư đã đánh ngắn hạn mua bán và sau đó là giờ căn cứ trên những cái vùng giá sắp tới mình nói sẽ mọi người đó và liên tục quá trời vui quá các bạn uptrend nên điều chỉnh rung lắc sẽ là cơ hội vẫn nhất hoài luôn chứ không phải là à, tới vùng giá đỏ bắt đầu là à, quan sát các anh chị ơi này, như các anh chị phải theo dõi rồi chú ý à. À, cuối cùng là chả mua được cổ phiếu nào luôn sau khi nó tăng lên cũng chú ý nữa và theo dõi luôn và sau khi giai đoạn nó tăng giá xong đã rồi <laughs> chúc mừng các anh chị đã múc hàng không biết mua khi nào luôn các bạn ạ à. rõ ràng nó phải là như vậy thôi các bạn và phải chịu đựng thôi đây Như nhóm chứng khoán nào SSI ngày hôm qua mình còn nhắc với mọi người nè ha Xúc đỏ quanh vùng giá 33.45 33.5 cho mình và chúc mừng Phải vỗ tay thật sự Và đây chính là cái điều mà mọi người mình ơi Mọi người ơi mình đi khác biệt mà Khác biệt cho nên là phải chấp nhận và mình nói rồi Trong buổi chiều ngày hôm qua mình nói thẳng luôn Phiên phân phối số 2 này á từ đội 1150 1160 thị trường thường sẽ tạo khoảng 1 2 3 thậm chí là 3 phiên phân phối nha. Nhưng Mọi người ơi, đừng nghĩ rằng cái phiên phân phối là xấu các bạn ạ. À. Đó, quá đẹp đúng không ạ? Và Thái Ngô có nhắc tiếp tục nè. Cái phiên phân phối nó sinh ra để giờ nó sẽ làm cho đỉnh sau nó sẽ cao hơn tức là tình mình nói cách khác thô và thực á, tức là giờ vượt đỉnh đó. Đó, rất đơn giản, ngắn gọn, xúc tích, đúng không? trong một trong phạm vi này và phân phối không phải là một khái niệm xấu. Nếu như chúng ta nói về thuật ngữ hàng lâm á, đúng không ạ? Và Thái đã thấy vĩ mô dòng tiền cấu trúc sống của VN hiện tại đang đứng trước một sống tăng giá rất là mạnh Cho nên quá vui Thậm chí những anh chị mới vào trong group vip ngày hôm nay Nhắc với mọi người nè ha SSA nhắc mức 33.4, 33.5 Ăn cây trần ngon lành à, VND nhắc với mọi người xúc ngon lành luôn Đây VND giá chót Cho dù các bạn không mua được những vùng giá dưới này Khi lúc đó là Thấy ngồi nhắc với mọi người rồi Múc SSA cho mình nè Rồi Bây giờ ngon lành cành đào chưa Đây Mình ví dụ đây nè SSA cho mọi người xúc ngăn những vùng giá mà khi nó đạp về vùng giá đâu đó các bạn ạ à. 27, 27 ít, 28 ít rồi Sau đó tiếp tục ngày hôm qua Thái Ngô còn ra một cái hiệu lệnh là xúc luôn Bởi vì sao ạ? À? Thấy tạo cái này ngắn cực kỳ đẹp mọi người ạ à. Đó thì đó là cái bản chất mà thật sự chúng ta phải thấy được trong góc trên các bạn nha Thứ hai và sau đó mình còn nói rồi vì bây giờ à? nhóm chứng khoán hiện tại nó rất là khó để mua Nhưng mà khi nó lòi ra điểm mua là mình cập nhật cái bập liền cho mọi người à? Cố gắng mà tranh thủ đó VND nữa nè ha Xúc quá đẹp luôn và các bạn thấy không ạ Hiện tại ông này sẽ về lại những cái vùng kịch bản cao hơn mà thấy ngồi có nhắc trước đó Ngày hôm nay ăn một cây tím trần và ông này sẽ về lại những vùng giá rất là cao tiếp theo nha Và mình có nói rồi Nào là nói VND có tin xấu rồi bán đăng ký bán các kiểu ông nào điểu Mình thật sự nhắc các bạn rồi Đầu tư đừng theo cái kiểu mà tin tức các bạn Là các bạn sẽ bị người ta là gì? kéo theo AU á Đúng không ạ? Miền Trung có câu là AU á các bạn ạ và thường thường mấy người ai vui là mấy người toàn là gì à? đầu tư theo tin tức và ngồi đọc tin người đầu tư mà được rất là hay á đúng không ạ cho nên lời thô và việc thật mà nói rồi hãy nhìn vào trong cái bản chất logic của dòng tiền và cái gì à? cái câu chuyện của cái tâm lý ngày tâm lý thị trường các bạn và đặc biệt là cái gì à? hành động giá của cổ phiếu y như rằng rất là nhiều cổ phiếu mình nhắc rất là rõ mọi người ạ à. đây giờ yeah. rất là SSA vùng 33 mươi ba chấm này xúc cho mình CE xúc Giá 23 đúng không ạ? Novaland test 10 gì đó ha Rồi KSP32 VCG dùng ra dùng nào? Nhất ghi rất là rõ, đặc biệt là tại vì trong những cái biến động nè Vindex đạp về 1230, quá đẹp luôn mọi người ơi Thì đó là trong cái phạm vi ngày hôm qua đó đúng không ạ? Trong ngày hôm nay trước khi vào viên du dịch Thái Ngô vẫn nhắc với mọi người Làm công tác tư tưởng rất là mạnh luôn, điều chỉnh, trung đất, là xúc Quá hạnh phúc luôn cho nên là, đây nè các bạn đây chính là và ngày hôm qua thấy ngô còn nhắc cho mọi người một điều là như vậy à, thay máu 1,4 tỷ cổ phiếu khớp lệnh đó và đây chính là một trong những cái điều mà mình rất là hạnh phúc giờ à, mình chia sẻ với mọi người trong group vip và nhận được những cái quả ngọt ha đó ngày hôm nay thì thị trường các bạn các bạn các bạn thấy mà vinz tăng điểm lại đây đất ngày hôm qua đây này các bạn nè màn hình này rõ các bạn nhìn rất là rõ nha ok ngày hôm qua các bạn đất bao nhiêu Đạt một cây một là giảm 17.8 điểm ngày hôm nay khứa này ông nội này nè ông tăng lại bao nhiêu các bạn ông tăng lại là 21,8 điểm tương ứng là 1.78% nó phủ định hoàn toàn của phiên đến ngày hôm qua và thấy ngôi có nhắc rất là rõ là một cái phiên thay máu nhà đầu tư và tiếp tục các bạn sẽ thấy được cái sự vũ bảo của thị trường bởi vì sao ạ à? dòng tiền điên dòng tiền cá nhân và giờ à? liên tục người ta giờ Người ta đổ tiền vào trong chứng khoán Việt Nam Cấu trúc sống lại tăng giá Thì mình nói rồi Về lại những vùng hỗ trợ Và đặc biệt cái này là Lấp lại đoạn gấp này Cơ hội rất là lớn cho những anh chị là giờ Trong group VIP và đặc biệt các bạn xem kênh nha Cho nên là các bạn thấy là À qua đây thấy ngôi nhận được rất là nhiều tin nhắn của mọi người Muốn vào trong group VIP hàng ngày ấy, Thì các bạn vui lòng nha là cố gắng là nhắn tin sớm với Thái qua Zalo và à, Thái nhắc lại một lần nữa cái điều kiện vào trong group vip khi mọi người hỏi quá nhiều nha vì thấy không có thời gian trong group vip sẽ tập trung rất là kỹ boss chia sẻ thằng ngày khi nào không có điểm mua là thái sẽ ngừng nhất, nhưng mà khi có tập trung cơ hội thái sẽ nhất rất là rõ cho mọi người nha. Múc 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 và múc đó. Về cái phần phần phí thì mình sẽ lấy rất là tượng trưng lúc này rất là đơn giản thôi để hỗ trợ và giúp cho mọi người à, chỉ là giờ à, 4 triệu cho 6 tháng hoặc là 7 triệu cho một năm ok. <laughs> Rồi. À ngày hôm nay thì thái Ngô rất là cảm ơn chị Lê Anh nha. Đây chính là những đồng tiền rất là hạnh phúc à, trí tuệ và cảm ơn Hoàng, một trong những người bạn, người anh em của mình ở à, Sài Gòn nha. OK đồng tiền trí tuệ vung tử hạnh phúc nè mọi người <laughs> mua cổ phiếu lãi mọi người gửi những đồng chút lãi rất là hạnh phúc các bạn nha rồi lọc cổ phiếu tăng giá mọi người cũng vui nữa mọi người cũng thật sự mình không biết nói gì về câu chuyện này OK à, đây chính là và hẹn gặp tất cả mọi người anh chị em trong group vip ở đám cưới của Thái Ngô nè và mọi người <laughs> sống uptrend trang rồi OK rồi ngày hôm nay thì các bạn thấy là vn các bạn ạ nó lấy lại phụ định hoàn toàn là OK rồi nhớ và góc nhìn này Thái Ngô đã chia sẻ rồi và nó chỉnh là để tăng và cái mục tiêu tiếp theo là ông này sẽ về lại vùng giá ít nhất á. Mình thấy cái lộ trình gần nhất là 1330, tiếp theo sẽ là 1420, 1450 và sau đó các bạn ạ, nó sẽ đi về một cái đoạn giá có thể các bạn sẽ không tưởng tượng được ha, là 1700. Ok. À, tuy nhiên hiện tại thì chúng ta sẽ đi về định lượng những cái vùng giá gần nhất nhớ Rồi. VNX ngày hôm nay có những cổ phiếu nào à, tăng giá rất là mạnh về đi kèm với khối lượng các bạn vui lòng là nhấn nút đăng ký nha bật cái quả chuông bên cạnh chia sẻ video cho người thân bạn bè của mọi người và y như rằng video ngày hôm qua Thái Ngô đã lên dây có tinh thần bơm oxy cho tất cả mọi người và chia sẻ với mọi người trên YouTube rồi của Thái Ngô đây nè rồi xin chào các anh chị bên Nhật Bản Hàn Quốc ở Đài Loan tất cả cô chú bên Mỹ cùng toàn thể mọi người khắp cả 30 Việt Nam à, xin chào Huế thân thương quê vợ của Thái nha rồi thì video ngày hôm qua các bạn đừng quên là bấm nút đăng ký nha bấm nút like thả tim cho Thái nha mọi người ơi Ngày hôm qua thấy Ngô có nhắc một lần nữa rồi Trong đoạn này là VNX đi thay máu Và lý do tại sao thấy Ngô nói là thay máu và nó sẽ tăng giá trở lại Bây giờ mình thấy nè Trong bối cảnh vừa qua nó tăng chữ V là điều thứ nhất Cái thứ hai các bạn ạ, một cái gáp này nè Cái thứ ba là như nè ha Sẵn một cái kịch bản mình nghĩ trong đầu như thế này nè Là rất là nhiều người nghĩ rằng là tin tức của ông Giờ yeah ông tổng thống biden sang việt nam thì nó sẽ là cái câu chuyện cái cú tác vào mặt những nhà đầu tư người ta đang cầm hàng người ta sẽ bán đúng không ạ bởi vì ta nghĩ là tin tốt ra nhưng bản chất mình không giao dịch theo cái câu chuyện về tin vì bản chất dù nó có hay không có thì mình vẫn thấy được cái bối cảnh là dòng tiền nó sẽ rất là dễ trong một cái uptrend như thế này và rõ ràng cái bằng chứng bây giờ dạ, dòng tiền điên nó liên tục đổ vào trong thị trường đặc biệt là dòng tiền cá nhân các bạn số lượng tài khoản thì càng ngày càng mở đáo hạn tiết kiệm thì càng ngày giờ dạ. khi người ta đến đáo hạn thì các bạn, các bạn biết là người ta sẽ gửi cái số tiền nó đi đâu? Chắc cú rồi sẽ đưa vào những thị trường có tính thanh khoản cao như chứng khoán Đó Và các bạn thấy là ngày hôm nay đa phần là những cổ phiếu nào LCG ngày hôm nay tăng điểm Nó cũng là một trong những điểm mua nhưng mà rất là nhiều cổ phiếu mình đã post cho mọi người trong group vip rồi Và tiếp tục nó sẽ có những điểm mua tiếp theo mà mình sẽ chia sẻ với mọi người nha Ông này sẽ rõ ràng sẽ về là vùng đỉnh cũ là 15.2 Tiếp theo HCM quá đẹp Đó Quá vui mọi người ạ à. Đây HCM khi thấy ngô có cho mọi người làm giờ yeah. những cổ phiếu như là SSH SSI này mọi người, nào SSI tăng này ha rồi sau đó tiếp theo là cho một người xúc rất mạnh cổ phiếu của SHS trong cái bối cảnh vừa qua và ngày hôm nay tăng điểm bá đạo, bá đạo thật sự luôn các bạn thấy nè SHS lúc đó ha một ngàn một trăm năm nhất với một người tiếp tục nắm giữ cho mình xúc bây giờ các bạn được bao nhiêu phần trăm ạ à? vải trưởng 35% phần trăm chúc mừng mọi người nha vỗ tay rồi Tiếp theo sau cái câu chuyện mà hai ông nội nè Mình còn nhắc với mọi người đối với những ai thật sự chậm trễ Múc đi cho Thái Đúng không 22 xúc bây giờ các bạn được khoảng bao nhiêu phần trăm Mình lấy cái vùng giá nó đơn giản nha 22 chỗ này nè các bạn nè Là dắt liên tục mấy ngày này Các bạn biết bây giờ các bạn được khoảng bao nhiêu phần trăm lợi nhuận không ạ 14% trăm các bạn Tiếp tục chưa dừng lại ở đó Ai mà chậm trễ mà trong rút vip Bởi vì sao ạ Trong rút vip là cái ông Thái này nè Ông nhắc hàng ngày đúng không Thật sự hôm nay mình vui quá mọi người ạ và mình phải fill các bạn thấy nào Nhất liên tục luôn rồi sau khi các bạn cho dù không múc được cổ phiếu chứng khoán về ông giờ dạ, đây bởi vì sao bởi vì thái ngôi sẽ cập nhật điểm mua vùng mua target chúc lãi trong group vip hàng ngày nếu có và liên tục đưa ra bốn cái nhóm ngành trọng yếu đầu tiên sau đó là tới đầu tiên là chứng khoán bất động sản đầu tư công bất động sản công nghiệp bốn cái trụ cột này và rõ ràng đều vượt đỉnh hết tiếp theo là mình nhắc tới nhóm thép nhóm bán lẻ nè thì các bạn thấy nè chứng khoán sau khi SSA, SHS rồi VND theo một cái thứ tự thứ nhất này ha. Thì khi các bạn không xúc được ông nội này á, tiếp theo các bạn biết là mình cho các bạn mua cổ phiếu nào mà. Đây. ORS nha. Đó. Tới ông nội cổ phiếu nhỏ mình cũng không tha luôn, bởi vì mình thấy cái trật tự này nó rất là đẹp đi mọi người ạ. À. Và qua góc nhìn của mình các bạn thấy không ạ? À? Cho các bạn xúc quanh những cái vùng này và tư tưởng lúc đó vào ngày nữa, ngày 28 tháng 8 á thì đây chính là một cái điểm vào lệnh rất là đẹp luôn và nó vượt hoàn toàn vùng đỉnh và các bạn thấy không ạ? À? Trong bối cảnh hiện tại nếu các bạn không mua giá thấp rồi Trên này các bạn cứ sợ người ta cứ sợ người ta hù dọa nha Và nó vượt đỉnh các bạn không dám xúc luôn á Thì nếu mà trường hợp Thị trường ấp trên mạnh dòng tiền điên đó, nó đẩy một phát một Các bạn sẽ trả câu một cái cơ hội rồi các bạn múc nữa á Thì các bạn thấy nè Cho mọi người múc và múc ngay điểm chuẩn luôn Khi các bạn không mua được ba ông đầu á Thì bây giờ các bạn biết là ORS nó đã lời được khoảng bao nhiêu phần trăm lợi nhuận không Tiếp tục nắm giữ cho mình và các bạn được khoảng là 17-18% liền khi các bạn không múc được ông nội này nhất tiếp tục mọi người là xúc VDS quá đẹp bây giờ lại vượt đỉnh nữa các bạn ạ cực kỳ khủng luôn và VDS có rất là nhiều anh chị nói với thái nhắn tin cho thái nha, là khi mà thấy ngô điểm cái điểm mua đối với lại ông ores và ông VDS đó, là mọi người xúc luôn ông nội này thì các bạn biết hiện tại là các bạn là đã lợi nhuận được bao nhiêu phần trăm không bạn đây 18-20 phần trăm rồi sau đó một lần nữa khi mọi người lại đuối quá mọi người là giờ mình có rất là nhiều anh chị vào trong group vip và mình tiếp tục nhắc hai cổ phiếu sau cùng của nhóm chứng khoán còn vùng mua đó các bạn biết mà cho nên á khi một cái nhà đầu tư mà có cái tầm nhìn và có khó góc nhìn về vĩ mô các bạn và đặc biệt là có phương pháp giao dịch nha thì người ta sẽ nhìn được cái bối cảnh giao dịch rất là mạnh luôn và lúc đó còn nhắc cho mọi người trong group vip phải xúc hai ông nội này cho mình nếu trường hợp không có SSA, VND, SHS, HCM ORS rồi VDS phải không? thì phải phúc múc hai ông này cho mình nè là ông giờ ông BSA đó quá đẹp và cái ông BSA là tại sao thấy ngô lúc đó là vẫn nhắc tiếp tục cho mọi người mua bởi vì mình biết rồi và mình đặt cược một cái tỷ lệ như thế này nè khi một cái dòng tiền điên vào trong một cái trên mạnh như thế này thì rất dễ dễ nhóm chứng khoán sẽ được kéo rất là mạnh luôn lúc đó mình nhắc mọi người là một lần nữa ai không có xúc đó, thì phải cố gắng mà xúc những ông này còn khi xúc rồi là nắm im những cổ phiếu mà mạnh nhất cho mình trong giai đoạn vừa qua nha nhắc tiếp theo là mọi người phải xúc ông nội này là các bạn biết mà khi các bạn mua xong cái cây này các bạn không mua cây này được các bạn còn mất những cái vùng giá này nè đó rồi mua quanh vùng giá này thì hiện tại các bạn được khoảng bao nhiêu phần trăm lợi nhuận ạ à? 15% và song hành với lại BSA ngày đó mình còn nhắc là cổ phiếu HCM thì đối với những nhà đầu tư mà mua ngay được cái vùng giá này các bạn là 32.8 33 các bạn. Thì đối với lại góc độ hiện tại các bạn đã lời được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận à? Nói có sách mắt có chứng nha. 10% liền. Đó. Thì đó chính là cái góc nhìn của mình trong nhóm chứng khoán vừa qua. Ok, quá hạnh phúc rồi các bạn đừng quên là bấm nút đăng ký nha. À gì ạ? À? À, thả tim la like cho thái nha. Ok. Rồi, và trong suốt giai đoạn vừa qua thấy Ngô có nhắc như mọi người là gì ạ? À? Nhớ nha thị trường thay máu đừng bỏ lỡ cơ hội này đó là múc lên chữ v sống siêu lớn tốt cổ phiếu X2X3 cổ phiếu mạnh lộ diện vô ấp cảnh báo giờ nhà đầu tư ừ, Giờ có khả năng là đấy đâu đây này các bạn nè đó liên tục đưa ra những cái cảnh báo cho mọi người ok không ạ à? rồi thì đối với lại cái phiên giao dịch ngày hôm nay đa phần thị trường nó đã lấy lại sắc xanh hoàn toàn trên khắp tất cả mặt trận đúng không à, các bạn thấy là ngày hôm nay biến động thị trường có khoảng là biến động nè 400 mã tăng điểm đa phần tăng rải rác khắp tất cả mọi nhóm ngành các bạn ạ. Novaland tăng tăng, Vic tăng, SHA tăng, VND tăng, DIC tăng, SHB tăng, VBAN tăng, Phát đạt rút tăng, Đất xanh tăng, STB tăng, BCG tăng, MBB tăng, HCM tăng. Rất là nhiều nhóm ngành đều tăng và tác động VN ngày hôm nay các bạn thấy này ha, rất là thất cười luôn. Vietcombank tăng, Vic tăng, Hòa Phát tăng, Hôm tăng, GVR tăng. Ngày hôm nay chính những ông nội này tiếp tục lọt vào trong những vùng mua Thái ngôi nhất với những anh chị mới vào trong viết vào tối hôm qua và những ngày hôm trước đó nha. Ok. Rồi, thì các bạn là vui lòng là nhớ nha. Nhớ mới nhấn nút đăng ký, bật qua chuông bên cạnh và ai muốn vào trong viết của Thái phải thật sự rất là chủ động. Bởi vì mình nói rồi, khi thật sự thị trường nó đi qua những điểm mua mà Thái ngôi cập nhật rồi nha, rất là khó mọi người sẽ có là những điểm mua hoặc là may mắn ví dụ như SSA nè. SSA ngày hôm qua các bạn nào. Thật sự luôn á, quá trời SSA nè ngày hôm qua mình còn xúc tiếp tục luôn và mình nhắc cho mọi người nè ngày hôm qua SSA về vùng giá này xúc cho mình và rất là nhiều anh chị ngày hôm nay ngon ăn cây trần bảy tám phần trăm liền các bạn đó là cái điều mà thật sự chúng ta rất là hạnh phúc đúng không đó nhắc ghi rất là rõ luôn còn những lúc nào mà thấy ngô rất là bận thì thấy ngô sẽ cố gắng chất lọc thời gian của mình bởi vì các bạn biết là làm việc từ 4 giờ sáng đó các bạn ạ khi rảnh á mình mới có cái thời gian mình trả lời hoặc là mình sẽ cập nhật những cái kiến thức thực chiến mình lượng hóa đó cho mọi người nha còn lại mình sẽ theo dõi rất là kỹ trong phiên để có là chia sẻ với mọi người liền ok đó điều chỉnh rung rất là xúc ngày hôm nay các bạn thấy nào hoa sen canh me vùng giá 21 này các bạn thấy hoặc ngày hôm nay hoa sen dính dưỡng ngon lạnh về là 21.85 đạp ngay đúng vùng giá mà thấy ngon nhất với bạn luôn 21 xúc không nói nhiều Nam Kim các bạn chưa múc được xúc Ngày hôm nay vẫn xúc ngay vùng đỉnh vượt đỉnh trở lại Vôn vào và ông này với một cái trạng thái thị trường tăng giá như thế này nha Sẽ tiếp tục tăng giá khoảng được 25-30% nữa Đó là cái lộ trình của Nam Kim đó Về lại vùng giá ít nhất là mình nghĩ á Cái khả năng xin phục lại vùng đỉnh này là chắc cú trong tầm tay này ha Gần nhất là khoảng đâu đó là vùng giá khoảng 24 Tại vì cái khi mình xem vào tối hôm qua mình thấy là những cổ phiếu này nó còn mới dư địa tăng Khoảng 35-40% nữa nha trong cái nhịp sống này Ok Rồi hòa phát nè đối với những nhà đầu tư á mà cầm tiền lớn tiếp tục nhất chứ với cả nhà luôn các bạn thấy đơn giản không ạ à? khi một cái thị trường khi một cổ phiếu nó red, mình sẽ cập nhật kiến thức thực chiến nha nó red vào một cái đường trendline kênh giá dốc xuống như thế này và cái điều mà nó vượt qua như thế này và nó sẽ retest ngược trở lại là bình thường không thể nào mình bắt nó theo ý mình được các bạn à. các bạn không phải là đại ca của thị trường được mà thị trường là đại ca của chúng ta là cha là mẹ của chúng ta đúng không, mọi người ạ à? đó và phải nói chuyện thô thực tế như thế này các bạn ạ à. rồi Tiếp theo này các bạn nè GVR ngày hôm nay cũng lọt vào trong vùng xúc cho mọi người luôn Ok nó nhắc như mọi người trong đó viết chạm đúng y về lại vùng giá này 21.7 cộng trừ và sau đó các bạn xúc Bây giờ các bạn được có vị thế tốt Tiếp theo là hai cổ phiếu mà ngày hôm nay nhắc với bạn là bác phát đặt rất tăng trần luôn Và ông này phủ định hoàn toàn và bật nền giá này ông này sẽ về lại vùng giá khoảng 30 nha như vậy đây chính là cái thế mạnh và điểm mạnh trong rút phép mà mình đã cập nhật cho mọi người đúng không ạ à? rồi đích ngày hôm nay cũng gần như quay trở lại vùng đỉnh này và phủ định cái nến hoàn toàn cái nến ngày hôm qua và nó sẽ tiếp tục tăng đất xanh cũng tương tự như vậy nữa các bạn nè tăng giá đó các bạn thấy không ạ à? đâu gì đâu cho nên là mình nói rồi cứ nắm giữ cho mình còn bây giờ nó sẽ tăng như thế này sẽ rất là khó để các bạn mua và các bạn sẽ phù hợp cho những nhà đầu tư đang cầm hàng Nếu các bạn mua ngày hôm nay hoặc may là mua giá đỏ thì ok nữa ha Rồi Tiếp theo là ông cổ phiếu Novaland thì mình nó cập nhật với mọi người trong trước vip rồi Cái trạng thái mà đánh theo tin tức như thế này thì cổ phiếu này rất là khó chịu Tuy nhiên Các bạn ạ à, Về trạng thái giao dịch ha Nó vẫn khá là ổn bởi vì sao ạ à? nó test trở lại là bình thường và khi nó test trở lại thì cái chuyện mà nó sẽ tăng từ 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 nó sẽ bò lên và ngay từ đầu là mình đã ấn định rồi Novaland nó sẽ nó sẽ thấp hơn những cái bậc khác đối với lại cổ phiếu của phát đạt đất xanh rồi điếc đúng không à? đó nhưng mà bản chất là nhận nền đúng không ông này sẽ giữ chân quanh vùng giá khoảng 19, 19 8 đến 20 và nó sẽ giữ vững rất là đẹp chỗ này ha và nó sẽ từ 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 kéo lên trở lại bởi vì cái câu chuyện ông nội này thì ông sẽ liên quan đến về những tin tức xấu tốt đang xen nếu mà ông nội này không dính với lại vụ trái phiếu nha, thì nó sẽ không có vùng giá như 20 hiện tại đâu mà bởi vì thời điểm mà đúng không? Bởi vì Novaland là một trong những cái thương hiệu uh, doanh nghiệp bất động sản khá là lớn ở tại Việt Nam. Nhiều khi nó nó sao kè chung với lại giờ à? uh, VinGroup này các bạn nè. Đó. VinHome các bạn. Rồi giờ à? Phát Đạt, nói chung đó là một trong những cái thương hiệu rất là lớn tại Việt Nam. Ok. Uh, nhóm bất động sản, nhóm chứng khoán nhắc rồi đúng không ạ? À? Đầu tư công tiếp tục nhắc với mọi người. VCG xúc ông nào không xúc rồi thì thôi. Tiếp tục là gì à? những cái vùng giá này quá đẹp các bạn thấy không Test đỉnh trở lại và từ từ nó sẽ tạo một cái nền ngắn chỗ này và bật tăng lên Tiếp theo là CEG này các bạn nè à. 23 xúc không nói nhiều Các bạn thấy không Ngày hôm nay ông này là chính thức vượt đỉnh luôn Quá đẹp luôn Đó Và cái mũi tên mình còn giữ nguyên và các bạn thấy không Ông này sẽ về lại những vùng đỉnh trước đó là vùng giá khoảng 27, 28 các bạn nha Và tiếp tục nắm giữ Tiếp theo là cổ phiếu đầu tư công ngày hôm nay là KSB các bạn nè à. Cổ phiếu được xếp hạng tiếp tục và nhất với mọi người vùng giá khoảng 32 liên tục trước đó nhắc với mọi người rồi 28 x đúng không ạ <laughs> xúc và từ 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 nó sẽ bò lên các bạn ạ. nếu các bạn mua những vùng giá này đúng trong rút vip nha nhắc với mọi người rồi hiện tại bây giờ các bạn cũng được khoảng 20 phần trăm đúng không ạ rồi sau đó các bạn không mua được thấy ngô vẫn nhắc tiếp tục là vùng giá khoảng 30 ít rồi 31 ít chẳng hạn nha mốt bây giờ là về lại vùng giá này một cái cổ phiếu tiếp theo của nhóm này mình đã nhắc với mọi người rồi đây cổ phiếu giờ à? HHV và xếp hạng ông này là yếu hơn so với lại những cái cổ phiếu chung ngành như là giờ à? VCG, CEI, KSP nhưng tư nhưng là giờ à? bản chất cuối cùng nó cũng sẽ tăng vượt đỉnh thôi mọi người ơi. Và đó là cái sức mạnh của thị trường uptrend và ông này tiếp tục sẽ tạo điểm mua sắp tới nữa các bạn nha. và ngày hôm nay có một cổ phiếu mà mình có nói đầu video là giờ à? LCG nè, đó. các bạn thấy không ạ? À? Liên tục thị trường đều tăng giá rất là mạnh, quá trời vui luôn. Video này thật sự là nói khang cổ họng các bạn ạ. HHV đó trong khoảng 20 cổ phiếu ngày hôm nay tăng giá đều có những cổ phiếu này SBS ngày hôm nay cũng tăng mạnh nè rồi BVT đấy các bạn nè thị trường nó tăng nó vượt đỉnh như thế này thì làm sao mà các ông nói đối ấp nói giờ đau trên được các bạn thật sự mình không hiểu là vô lý thật sự luôn á nhìn ngày nào cũng có trên như thế này tăng một cây ứ nữ ư, ư, như vậy các bạn thấy không ạ chín phần trăm đó AS này BCM này. <laughs> rồi AGR nhóm chứng khoán gọi tên mọi người ạ à. KSP các bạn nào đó tăng giá đi kèm với khối lượng đặc biệt là trung bình của 20 phiên vượt qua ông này sẽ vượt đỉnh tiếp tục trong ngày nay ngày mai thôi các bạn <laughs> BSA rồi giờ TCA quá đẹp à, VIG BTL BSS cho nên là cái cách mà Thái Ngô nhìn nhận thị trường đúng không ạ à? vừa lọc bằng kiến thức thực chiến nè vừa lọc bằng cái bộ lọc chạy bằng cơm sau đó là mình có rất là nhiều bộ lọc để mình coi nữa cái thị trường hiện tại nó đang vận động ra sao để chia sẻ với mọi người đó cho nên mình nói với các bạn là cơ hội trong lúc trên cố gắng mà nắm giữ đầu tư đúng không ạ rồi chúng ta cùng đi qua nhiều nhóm ngành để thêm cái mức độ mà tăng giá ngày hôm nay nha và tiếp tục thép nhất mọi người xúc ngày hôm nay dầu khí cũng ổn nhưng mà nó không phải là nhóm ngành cực kỳ mạnh trong lúc này nhưng mà cơ bản bạn thấy là giờ đa phần đều sẽ vượt đỉnh thôi bán lẻ thì có ông giờ ông đi cái câu chuyện của iphone 15 đúng không ạ Đó rồi hx rồi bet tăng giá nó dùng quá nhiều thật sự quá trời À, bất động sản của công nghiệp các bạn đó mà đây đây KBC các bạn nè nó rõ ràng đạp về lại vùng đỉnh bắt đầu bật tăng lên trở lại thì thật sự mình nói rồi trong buổi sáng sớm ngày hôm nay vẫn chia sẻ với mọi người rất là kỹ luôn đây nè các bạn nào cổ phiếu mạnh vượt đỉnh vừa qua chỉnh đạp test trở lại vùng đỉnh xúc cho ai chưa mua ưu tiên cổ phiếu mạnh này cho mình đó là điều thứ nhất cái cách đánh đầu tiên Cách đánh thứ hai là thường chọn những cổ phiếu là nó sẽ yếu hơn một tí Nhưng mà nó sẽ làm cho cái cảm giác của nhà đầu tư mà dạng như người ta thích giá rẻ các bạn ạ Người ta mua cái thấp thấp người ta kỳ vọng giá cao Đó, tại vì bản chất của chúng ta là phải biết người nào có bệnh gì Muốn cái, muốn, muốn cái phương thuốc nào đúng không ạ Nhưng mà vẫn tăng do sự đồng thuận của uptrend à Đều bật này dưới đi lên về lại vùng đỉnh cũ sau đó retest người trở lại Bật từ 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 từ, từ và sau đó bây giờ Test tăng lên, đó Thì đó chính là cái cách mà chúng ta nhìn nhận các bạn ạ đó và các bạn có quyền gáy Thật sự luôn Bởi vì rất là nhiều áp lực mà Đúng không ạ? Rồi Cho nên là mình đã chia sẻ và cập nhật rất là kỹ Đối với mọi người trong group VIP ngày hôm nay ha Chứng khoán quá trời chúc mừng rồi Thậm chí ngày hôm qua cho xúc nè Thứ hai là bất động sản có ai Mà ngày hôm nay là cho các bạn là xúc tiếp tục bất động sản mà Phát đặt group Đích Thậm chí là nếu ông nào thấy yếu cơ cấu qua Đúng không ạ? Hai cổ này Rồi sau đó tiếp tục nắm giữ mấy ông này cho mình à, trong đó là có HDC cũng tiếp tục tăng giá ngược trở lại và phủ định cái nến ngày hôm qua và nó sẽ tạo thành một cái cụm nến từ từ bởi vì bản chất ông này ông không mạnh bằng hai ông nội kia cho nên mình mới nhắc còn ai mà thật sự nắm giữ à, tiếp tục rất là rõ ràng những cổ phiếu rất là mạnh à ok chứng khoán bất động sản đầu tư công bất động sản khu công nghiệp quá bá sjc kéo trở lại vùng đỉnh như thế này rồi rồi adc nó chậm hơn con k coi như kbc một tí xíu gvr nhất chứ các bạn ngày hôm nay có thể xúc có hai cổ phiếu bất động sản ngày hôm nay tiếp tục với các bạn lại xúc nè đó và tiếp tục là thị trường nó sẽ tạo ra những cơ hội mới các bạn giờ à? vui lòng là à, nhắn tin zalo cho thái nha ok rồi à, và mình qua cái video này mình mới nhắc với mọi người một lần nữa mình bơm oxy động lực cho mọi người để mọi người thấy được cái sức mạnh của thị trường nha và tiếp tục là gồng gánh bởi vì sao à? ngay từ đầu thái ngô đã liên tục một duy nhất một mục tiêu này giờ đây cái giai đoạn trước đó mình nói rồi chỉnh để tăng giá được mà là cái khúc mà một ngay cái vòng tròn này luôn đây điều mà cha nội nào cũng thèm cả mà éo dám nói hoặc là hù dọa người ta không ạ à? hoặc là nói chuyện rất là ba phải về đây thì quan sát chú ý theo dõi bắt đầu nó tăng lên tới trên này bắt đầu cũng theo dõi chú ý nữa mà mình thì không có mình là ai nói gì nói mình vẫn một tư duy một ha cái điều nó đã xảy ra rồi và mình đã nói trước cái cái phút lúc mà nó thì xảy ra các bạn ạ thái ngô capital, sai thì nhận đúng thì sẽ ý tài khoản và chia sẻ với anh chị cái điều mình giúp là gì à? mình giúp cho những anh chị trong group vip của mình đó còn mình không quan trọng là mấy ông cộng đồng nói sao có thật sự chấm gió các đây và ngay từ trước đó là mình đã lên một cái kịch bản này rồi là thị trường nó sẽ tiếp tục vào một cái trận sống tăng giá rất là mạnh khiêm tốn 1260 đây là một cái bản hình hình ảnh cũ của Thái ngôi nha sống khỏe nó về lại vùng giá này và để đám cưới các bạn ạ đó rồi cơ bản thì video ngày hôm nay thì mình sẽ dừng chân tại đây và mình tiếp tục nhất với các bạn để các bạn có thêm cái động lực để các bạn nắm giữ cổ phiếu nha và cái vụ của ông Biden ông sang Việt Nam thật ra nó không phải là một cái giọt nước tràn ly mà nó thật sự là một cái điểm điểm xuyến thôi để cho những cái nhà đầu tư mà người ta nghĩ là À cái câu chuyện hiện tại gần như á Ông này tới đây là nó đã được vẽ sự kịch bản sẵn rồi Và đến đây là chút lãi nhưng thật sự nó không phải đơn giản như thế đó bạn ạ Thị trường nó sẽ tiếp tục vượt đỉnh và nó sẽ đi về là những vùng giá cao hơn Ok Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình nhận thị trường vào ngày mai Bye bye Ok